Rồi tắm uống thử rượu nữ như hồng nha. Dạ quên rượu ở cả nhà. Để lâu uống cô chào. Để lâu uống có thì giận. Nó đưa tao là bưng cái hũ ra uống luôn mẹ. Uống là đừng quýnh, quýnh vỏ tiếng quyền nghe không? Bể mình rượu của tôi à. Rượu này khác rượu linh lăng tí ha, không có đậm mặn ha. Thơm ha. Nữ nhi hồng à, thơm mùi nữ nhi quá. Rồi bây giờ nâng bát lên ha. Nâng bát lên mình mời cả nhà luôn. Giờ mình kết nghĩa anh em về và về gà không có ha cả nhà. Bây giờ nguyện cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nguyện ăn cho hết mâm thịt gà hả? Đúng cái mày mà đồ ăn mà. Mày với Nguyễn làm cho kênh tao càng ngày phát triển. Mày làm cái kênh mà toàn ăn không vậy? Chứ mình ba anh em ruột mà Nguyễn. Rồi, mời cả nhà uống bát cả nhà. Gà vô. Về lấy em gà đi chị. Không để về em làm luôn cho. À em làm nhé. Dạ. Mất là nhiêu ký chị? Có 50 em. Dạ. Thái thì 40. Vú sữa hộp gà thì 30. Lấy em 2 ký vú sữa đi ha. Rồi. Rửa tươi tươi chị. Với 1 ký mặn cầu luôn ha. Mình đây có mặt ở chợ Long Thuận cả nhà. Ghé gian hàng mua trái cây ha. Cũng hai ông trời cũng địa rồi. Lâu quá không ăn mãng cầu. Cái này mãng cầu hết mùa em qua Tết hết. Dạ. Người ta hái dắt vườn không? Nhà em đang trồng mãng cầu Đài Loan, na Đài Loan. À, cái bự bự mà dai dai phải không? Dạ, na dai Đài Loan. Cầu đang dai dữ lắm. Cuối năm nay mới lấy trái. Dạ, nhiều không? Trồng nhiều không? Mấy chục gốc mà chị, trồng sen cũng ổi. Nhiều múc đem lên chị bán. Dạ. Cầu đó có giá lắm á. Cầu nó mắc. Cầu đó hỏng là mua 60.000 ký á. Rồi tính tiền em hết luôn chị. Sao? Chục 35-95 ngàn hết đi. Đây có lấy lựa dưa nè. Rồi, đây cả nhà, nay mình ghé cho nhỏ em mình nha. Nhỏ em họ mình. Nhà phân phối đại lý bán dưa luôn, nổi tiếng Gò Công cả nhà. Xuống Gò Công hỏi Hùng Diễm đâu là có tiếng luôn nha. Ừ. Rồi dưa về đẹp quá ha. Chị to không à. Dưa hấu Gò Công ha. Rồi, đặc sản dưa hấu Gò Công luôn nha. Đây là chỗ nhỏ em họ mình nghe cả nhà. Có gì liên lạc. Cần bao nhiêu cũng có. Em nói bên này đi lấy dừa nó ha vậy. Chưa xế đi hả? Này đi giao khách hay gì hả Hùng? À. Giao cho người ta bán lẻ đó ha. Vậy bán lẻ bán sỉ vậy ta. Giao mình nè. Về phân phát ra. Ừ, về phân phát vừa bán lẻ bán sỉ cả nhà. Chú Gò Công ghé đây đúng không đâm. Ừ, chú Gò Công mà ghé đây nha. Sỉ lẻ có luôn. Sỉ lẻ. Tiệm dưa tên gì vậy? Hùng Diễm hả? Thôi ơi. Rồi mình mới ghé nhỏ em mua trái dưa cả nhà. Là mình làm cái món lạ nha. Không biết có độc không đây. Rồi xin chào cả nhà. Ở sáng mình có đi chợ mua được con gà cả nhà. Mua được con gà, một trái dưa hấu. Rau rác thì gặp có như là nấm, bào ngư, hành, rau cần, gừng,
lá chanh, muối tiêu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà một món ăn mới là món ăn gà nướng dưa hấu. Con gà này mình ướp gia vị xong mình bỏ vô trái dưa hấu mình nướng cả nhà. Trái dưa hấu thì mình quấn giấy bạc vô mình nướng. Thì sáng này vô nhỏ em mình mua trái dưa hấu, trái này cỡ 5kg cả nhà, rửa trái to nhất. Mình có hỏi thì nhỏ em lấy cho mình trái rất là to, anh gửi tiền mà nhỏ em không cho, không lấy cả nhà, gửi cho mình đỡ hết sức luôn. Và đây là con gà là gà của Bến Tre cả nhà, gà đất Bến Tre, con này là 1,7 kg. Rồi bắt đầu mình sẽ ướp con gà trước ha, mình ướp con gà trước cho cả nhà xem. Hồi nãy mình cũng quên giới thiệu cả nhà là mình có mua một cái bịch bột cà ri với cả nhà, còn không có bột cà ri mình mua bột nghệ, mình ướp cho cái màu sắc nó đẹp lên. Rồi bây giờ bắt đầu ướp cả nhà xem ha. Cái này mình cho nửa bịch luôn cả nhà. Con gà này mua về là mình đã làm sạch bằng cách là mình chà muối, màu sắc rất là đẹp. Rồi mình cho muối tiêu vào cả nhà, cho muối tiêu vào, mình thoa đều, massage con gà. Ở đây còn một chút mình cho vô trong bụng gà cả nhà. Rồi mình ướp mình để trong nửa tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu mình bỏ vô trái dưa hấu cả nhà, để làm góc đi. Bây giờ mình làm trái dưa hấu. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắt trái dưa hấu ra cả nhà. Mình cắt là cắt cho nó thẳng một đường luôn. Đây. Dưa hấu chín đỏ quá ngon. Cái phần ruột này là mình tận dụng chút mình làm cái lẩu dưa cả nhà, mình không có bỏ. Giờ mình múc ra ha. Múc ra làm cái lẩu dưa. Mùa hè nóng nực làm lẩu dưa ăn mát cả nhà. Đây, trái dưa mình đã móc ra như vậy cả nhà, mình chừa lại một miếng thịt nha, để chút nó ra một cái nước rất là ngọt. Dưa này là dưa Gò Công cả nhà, công nhận ăn rất là ngọt. Gò Công là dưa nổi tiếng trước giờ cả nhà cũng biết rồi đó. Rồi còn những cái thanh que này là chút mình cố định, mình bỏ gà vô xong mình cố định cái nắp lại cả nhà, cố định cho cái không có bung ra với lại không có chảy nước ra cả nhà. Và khi con gà mình đã ướp được nửa tiếng đồng hồ cả nhà, bây giờ mình cho con gà vào trái dưa hấu nè. Vô trộn lẫn luôn. Vậy mình phải mua trái dưa hấu bự cả nhà. Rồi cho những cái bộ phận của lòng gà vào, và không thể thiếu là mình có lá hành, chỉ có gừng mình đã lắc mỏng ra cho vào bụng gà luôn. Rồi, cho nấm vào. Và mình đã cho con gà nguyên liệu gia vị vào trong trái dưa hấu hết cả nhà. Bây giờ mình đậy nắp lại nha. Ồ, vừa luôn cả nhà ơi. Giờ mình canh cái dấu của dòng cố định lại cả nhà. Đây. Và đây cả nhà, mình đã cuốn giấy bạc vô trái dưa hấu cả nhà. Bây giờ mình đem ra nướng nha. Rồi mình cũng đã chuẩn bị một cái bếp lửa luôn. Rồi bây giờ mình bỏ lên mình nướng cả nhà. Và đây mình đã bỏ trái dưa hấu lên cái dĩ nướng. Món độc chiêu nha. Nướng chỗ này chút cái dưa hấu ra nước ngọt lắm cả nhà. Mình không có cần đổ nước vào. Từ thịt gà, rau, quả, dưa hấu nó sẽ ra nước rất là ngọt, rất là ngon. Rồi khi nào chín mình sẽ mời cả nhà cùng dùng với mình nha. Đây, món gà nướng dưa hấu đã chín cả nhà. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Mình khui ra mình dùng, mời cả nhà cùng dùng với mình luôn. Rồi bắt đầu mình khui ra cả nhà. Wow, trái dưa héo queo luôn. Đây, quá ngon. Quá độc chiêu nha. Rồi khui nắp ra cả nhà. Rút cây ra nha. Đâu chín luôn đây. Táo quay sát vô táo, quay hấp dẫn luôn nè. Ồ, quá hấp dẫn cả nhà ơi. Khui nghe. Wow. Ui, nóng quá cả nhà ơi.
nãy không để hai giò nắm lôi ra. Anh ba lôi giò anh ba. Có anh ba phụ mới được. Nắm khô câu à. Nãy nhét nó ghéo quá mày. Nãy nhét nhiều lắm. Nhét đầu bổ nhiều lắm cả nhà. Nó nắm vậy kéo ra mày á. Ừ. Wow, ra gà trắng bóc luôn. Wow. Ủa sao đỏ ta? Đỏ là dưa hấu ấy cả nhà. Này. Lụa ngáp. Rồi sửa gà lại đi. Không gà không mổ bụng nướng luôn ta. Trời ơi, gà gà nướng khéo sao mổ bụng được. Còn sốt mấy núm mà ngon quá. Ngọt ngay. Gà còn sống gì hóc cái đầu lên. Gà còn sống nha. Mày hả mày, chết mày với tao. À, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Mỗi ngày là một món ăn mới, mỗi ngày là một niềm vui mới. Lâu quá mới gà cho lại đó. Nay là cả tháng mấy anh em mới đóng lại cái nhà. Tết thì công chuyện mỗi mạnh nay cứ về quay vợ chúc mừng Tết đó cả nhà. Nay có dịp quay lại. Rồi cái món gà nướng dưa hấu mình đã thực hiện xong cả nhà. Hồi nãy về lý do kỹ thuật là ở ngoài bắt nhạc lớn cả nhà không quay được. Giờ mình phải vô trong nhà hát tám ha. Rồi bây giờ gà này bây giờ không cắt ra, giờ cầm xé ăn nè. Giờ thèm quá rồi. Gà này quen quen ta, thôi bỏ bịch leo cây đi. Thôi. Giờ xé ra cả nhà. Tám là lấy cái đầu ha, có ớt nè. Rồi chứ bỏ cái đầu ở đây đi. Ta mình rửa sạch đi cả nhà. Ừ. Nóng quá. Nóng quá cả nhà. Tiêu tiêu. Nãy ông làm sao tôi thèm của ông đó. Tội lâu quá. Đứng lên làm mới được Tám ơi. Quá nóng cả nhà ơi. Thôi như đó được rồi, dơ Tám con gà đấy. Xé chi nhỏ nhỏ để Tám cạp cho. Hy sinh cho cặp con gà. Hy sinh gì nghệ thật đó hả? Hy sinh gì nghệ thật cả nhà. Sống sống vậy đó, miếng to ngon rồi. Ôi nóng quá cả nhà ơi. Bốc khói luôn à. Rồi lớp thịt nó trắng đã quá ta. Ừ. Rồi. Gà xé ăn mới ngon cả nhà. Cũng chơi dao hoặc là chơi kéo cắt gì đó. Ừ. Rồi ấy xem em nhỏ nhỏ thôi nha, uống rượu này ăn dữ lắm luôn, mình rượu đâu đẹp quá ta. Ui nóng quá cả nhà. Bình rượu này cổ rồi nha. Ừ, cây ta. Mày uống rượu hổ chi. Tôi uống thử không? Lụng đâu về. Ừ. Nhà biết không? Cái bình rượu này là của nữ như hồng. Của vua Càn Long ở nhà. Lúc đánh với vua Quang Trung mình á. Thua trận thành ra đem biếu cho vua Quang Trung mình cả nhà. Tại sao đâu mình còn sót lại một bình. Này ba anh em xử nữ như hồng nha. Rồi. Cho ba cô gái đẹp luôn đi. Uống trước đi tối đi sao. Trời ơi. Ôi rồi nó đã. Rồi để vậy đi ha. Rồi Tám uống thử rượu nữ như hồng nha. Dặn khui rượu ra cả nhà. Để lâu uống có sao không. Để lâu uống có gì giận 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 giận. Bây giờ mình xài cái chén cổ ở cả nhà, cái này cái dĩa cổ ha. Phải được cái chén cổ ngon đó ha. Giờ rót rượu ở cả nhà. Vẫn còn thơm. Ngoài rồi, đó là đổ vậy là phải rồi. Nó vừa tao là bưng cái ngủ ra uống luôn mẹ. Uống là đừng quýnh, quýnh võ chiến quyền nha ông, bể mình rượu tôi à. Rượu này khác rượu Linh Lăng tí ha, không có đậm mặn ha. Thơm ha. Nữ nhi hồng à, thơm mùi nữ nhi quá. Tám ơi. Tám ơi. Rồi giờ nâng bát lên ha. Rồi nâng bát lên mình mời cả nhà luôn. Giờ mình kết nghĩa anh em về ngoài việc đào không có ha cả nhà. Bây giờ nguyện công sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nguyện ăn cho hết mong gà hả? Đúng cái mày mà đồ ăn mày. Mày với Nguyễn là
làm cho kênh tôi càng ngày phát triển. Mình làm cái kênh về toàn ăn không vậy? Chứ mình ba anh em ruột mà Nguyễn. Rồi, mời cả nhà uống bát cả nhà. Trời, đừng mâm thịt gà ngon quá. Rồi. Nữ Nhi Hồng này nhẹ ha. Bởi vậy thấy tụi mấy tụi đóng phim nó uống dễ quá ha. Rượu gì rượu giả mà uống vậy rồi. Ghê lắm. Rồi dùng mời đó. Nguyện cho ăn hết một mâm thịt gà quốc đi. Dẫn cái gì trước đây mình mời cả nhà ha. Kiếm xương ăn gấp thịt ăn không vậy? Đây mời cả nhà. Rồi rồi nó cay. Ừ nó trắng đã. Vô quốc. Ban giò. Ban giò. Ban giò. Chưa mới vô rồi. Ngon cả nhà. Được quá vậy. Đó, được đó. Rồi thêm miếng thịt nữa bờ cả nhà đi. Thịt nạc kìa. Đạp đi. Ngon quá. Cái món này cả nhà lưu ý là nấu cho lâu rồi cả nhà. Nhớ quấn giá bạc mình nấu khoảng 1 tiếng rưỡi là nó chín cả nhà. Làm chén rượu cả nhà ơi. Nữ Nhi Hồng gặp nãy ngồi ngoài giường chế đã rồi ha. Quầy quẩy uống là xiên luôn à. Thiếu chút là liền tí quyền với quầy quẩy. Ở đây giúp chiều người ta hai ca hát cả nhà. Thành ra mình né mình vô trong nhà mình quay. Rồi nâng đi đi các huynh đệ. Tám ca. Tám đệ. Rồi mời đi nè. Chưa ăn no là hơi đầu ca. Đồ lăn. Thơm quá thơm. Rượu này giống rượu cần ha. Rượu này cũng nhẹ ha. Rượu không biết uống rượu mà uống này vô y như uống nước lã cả nhà. Rượu nó nhẹ vừa. Mày thấy trong phim cũng là thấy nhìn nữ Di Hồng nó có khác. Võ Tòng uống còn cái chục chén mà lên rừng đánh hổ thì ra mình mới biết được là rượu nhẹ như cái thế này. Mình uống cái này xong mình ra ngoài mình đánh mấy vịt còn nổi. Trong phim thì Võ Tòng đã hổ chút đã vợ á. Điều tiên ở đây đã ai. Vợ tuổi vợ của chú Tám tuổi còn cái nhà. Trong nhà cái nhà ở nhà có nuôi cọp. Nói này mốt lên clip nó coi là nó đẻ đập này chết. Tám nhận loại thế cả nhà. Được cái miệng rộng quá rộng. Nhiều đưa vô cũng hết. Cô ăn cô nào chịu nói. Anh ăn cái đầu muốn sậm luôn. Rồi mình rót rượu ra cái nhà. Rót đường đó kiếm lừa lao quá. Nè. Ôi cứ biết ha. Có rượu vô rót cứng rồi ha. Cứng đồ cứng thấy chảy rồi hoài. Chắc hết rồi tủ lượng rồi. Ổn quá Tám ơi. Cái bình rượu rồi để chắc để chừng 50 năm sau nó ngon nữa. Đây đại ca. Cái bình này cổ không giấu lâu dữ đó hà. Trời ơi, đó là thời đó là con chưa có cổ cái cất nhà nó đem lên á. Nâng bát lên tụng đi nha. Vô. Tám nói uống rượu cần chưa? Cô biết uống rượu rồi mà thôi uống rượu cần chưa? Cái này nó nhẹ như rượu cần cả nhà. Quá trời ăn đóng xương anh ba. Giờ mình làm dưa hấu cả nhà. Lẩu dưa hấu đặc sản của Gò Công mình cả nhà. Dưa này dưa nếu mà dưa đặc sản Gò Công là dưa Tân Điền một nhất. Đúng rồi cái này là của Diễm á. Sáng là vô tổng mua Diễm em họ mình cả nhà. Diễm cho luôn, Diễm thường thường là lá dưa của Tân Thành, Tân Liền. Tân Liền, thị xã Gò Công nè. Ôi ôi,
mát lạnh luôn. Có ai nhu cầu mà lấy dưa liên hệ với anh Thông. Diễm cho Diễm cho về bán lại kiếm lời. Khổ khổ chạy kiếm người quen đó nha, hỏi mua chứ thấy quen ai đâu mà bán cho. Bữa nào chạy đến tiệm tám cả nhà, chị Sáu mình trởn rồi nó khổ khổ lên mượn chiếc xe thấy khổ quá cho được mà. Ăn dưa vô mát hồng quá, không xương ha, dưa ngọt thôi. Giờ rồi múc ra múc nữa cho mình ngồi ăn rồi nó ngọt mọi video luôn. Dưa ở đâu, dưa ở Tân Điền là khỏi chê. Ngon ha. Nhưng ăn này ráng đừng về đừng có ối này. Ối chuyển nhiệm luôn. Hôm sau mình thấy được chuyển nhiệm bán. Dịch đầu năm rồi ông 7 giờ ráng cài ha. Ừ, ráng đầu tư vào YouTube bây giờ. À, anh em có hứa rồi ráng đưa cái kênh Nguyễn Thông TV càng tiến xa hơn nữa để có tiền có tiền mua mồi cho thứ ba với thứ tám ăn tiếp. Phục vụ cho bà con tham khảo đâu ha, quan sát đâu. Cái nhà mà vô xem mà thấy có gì sai sót hay cái gì cái nhà vô comment bình luận ở cái nhà. Thì nãy giờ video của anh em mình cũng dài, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cái nhà xem hay cho một like, một đăng ký và nhấn chuông thông báo cả nhà để mình ra những video tiếp theo cho cả nhà xem nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc mừng năm mới thắp đi vô nữ nhau.